Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Lộc Tài. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông, may mắn. Thưa quý vị và các bạn, vận khí của con người luôn luôn thay đổi, mỗi năm mỗi khác nhau thì thời vận của chúng ta cũng bị ảnh hưởng thay đổi theo. Chính vì lẽ đó, bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Việc xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 không chỉ giúp quý vị nắm được vận hạn hung cát của chính mình, còn tạo được định hướng cho quý vị trong những bước đi tiếp theo của mình trong thời gian tới. Trong việc xem tử vi cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 sẽ cho quý vị biết rõ về tiền bạc, tình duyên, công danh, sự nghiệp và gia đạo, sức khỏe. Qua đó quý vị có được cái nhìn tổng quan về chính mình. Chương trình này được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua chương trình này quý vị sẽ có được bức tranh toàn cảnh về vận hạn của mình. Cùng với đó, thầy Gia Cát cũng sẽ đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho người tuổi Tân Dậu. Sau đây là phần luận giải về tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những người có ngày sinh từ ngày 5 tháng 2 năm 1981 đến ngày 24 tháng 1 năm 1982 dương lịch thuộc tuổi Tân Dậu, cầm tinh con gà. Thiên can Tân kết hợp với địa chi Dậu giải nghĩa là long tàng chi kê, gà trong lồng. Tuổi 1981 mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá. Dựa trên thuyết ngũ hành, năm Giáp Thìn 2024 mệnh hỏa, ta có mệnh mộc của tuổi tương sinh với mệnh hỏa của năm. Thiên can Tân bình hòa với thiên can Giáp, địa chi Dậu lục hợp với địa chi Thìn, tất cả đều rất tốt. Trong năm 2024 này, nữ mạng tuổi Tân Dậu 1981 sẽ có nhiều cơ hội tốt trong công việc và cuộc sống. Chỉ cần đóng góp lợi ích cho xã hội, làm việc tốt giúp người, gặp thử thách cũng không bỏ cuộc thì sẽ nhận được nhiều điều may mắn, gặp hung hóa cát. Vận trình tử vi tuổi Dậu 1981 nữ mạng trong năm Giáp Thìn được hoàn cảnh xung quanh và quý nhân tương trợ. Lời khuyên cho bản mệnh là không nên chủ quan. Hãy biết khiêm tốn, học hỏi và báo đáp ân nhân thì phước báu mới được bền lâu. Sau đây là phần luận giải chi tiết tử vi tuổi Tân Dậu 1981 nữ mạng trên các phương diện, sự nghiệp, tài chính, gia đạo và sức khỏe. Mời quý mệnh chủ cùng theo dõi. Về phương diện công việc, sự nghiệp. Năm Giáp Thìn 2024 này, quý mệnh chủ nữ mạng tuổi Dậu 1981 gặp được nhiều thuận lợi hơn trong sự nghiệp. Mệnh chủ nếu chăm chỉ, cẩn thận trong công việc, làm việc chính trực và có ích thì sẽ gặt hái được những thành công. Việc giao tiếp thông thái, bình tĩnh giúp bản mệnh được nhiều người tin tưởng, hợp tác. Đôi lúc, công việc gặp một số khó khăn nhưng với tư duy linh hoạt, nữ Tân Dậu sẽ vượt qua được, biến nguy thành an và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Gặp phiền toái, nếu biết cách lặng lẽ quan sát, không nóng vội kết luận thì sẽ thấy được những mặt tích cực của vấn đề. Về phương diện tài chính, trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Tân Dậu phát triển theo chiều hướng tốt. Bản mệnh chăm chỉ làm việc nên có được thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Chi tiêu chặt chẽ và thông minh là cách dự trù cho rủi ro và tạo nền tảng tài chính an toàn. Ở độ tuổi 44, nữ tuổi Tân Dậu nên chi tiêu tiết kiệm, không lãng phí tiền cho những thứ không cần thiết. Mỗi khi thu nhập tăng lên, mệnh chủ có thể tăng số tiền tiết kiệm trong quỹ của mình. Có như vậy thì cuộc sống sẽ luôn chủ động và không phải lo lắng. Về phương diện tình duyên, gia đạo. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Tân Dậu ấm êm, hôn nhân hạnh phúc lâu dài bởi bản mệnh luôn ôn nhu, dịu dàng với chồng, bao dung với con cái. Nữ Tân Dậu tính tình khiêm nhường, hiền đức trong việc nuôi dạy con cái, xứng đáng là hậu phương vững chắc để người chồng yên tâm làm việc. Chìa khóa để nữ Tân Dậu giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, gia đình là sự dịu dàng, vị tha, bao dung. Hãy học cách lắng nghe, hỗ trợ người thân lúc cần thiết. Chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ được ấm êm, thịnh vượng. Về phương diện sức khỏe, để có một sức khỏe tốt, tràn đầy năng lượng trong năm Giáp Thìn, nữ Tân Dậu nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh. Điều chỉnh chế độ ăn uống, lên kế hoạch vận động hàng ngày, vừa tốt cho sức khỏe thể chất, lại giúp tinh thần được thư giãn, thoải mái. Mệnh chủ có thể làm quen với các bộ môn nhẹ nhàng như đi bộ, yoga. Trong độ tuổi trung niên, nữ tuổi Tân Dậu nên kiểm tra tổng quát sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần để nắm được tình trạng cơ thể mình. Vật phẩm phong thủy cầu tài lộc, may mắn. Trong năm nay, quý mệnh chủ sẽ cần phải sử dụng vòng cổ Nhật Quang Pháp Bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Nhật Quang Pháp Bảo là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất. Được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma.
Đây là vật phẩm trang sức hộ thân, có tác dụng kích hoạt tài lộc, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, giúp gia chủ nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Bên trong quả cầu pha lê sẽ được chạm khắc toàn bộ chú Bát Nhã Tâm Kinh, bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ và sự thông tuệ. Khi sử dụng ánh sáng chiếu vào trong quả cầu pha lê, sẽ hiện lên hình ảnh bộ Bát Nhã Tâm Kinh và hình tượng của Đức Phật. Nhật quang pháp bảo giống như một tấm phù cầu bình an may mắn của Đức Phật, luôn luôn bảo vệ cho gia chủ sử dụng. Nữ mạng tuổi Tân Dậu 1981 trong năm Giáp Thìn 2024 gặp sao nào chiếu mệnh? Năm 2024, nữ mạng tuổi Tân Dậu gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là một trong những hung tinh trong bảng sao hạn 2024, chủ về các tai họa bất ngờ. Sao này sẽ gây ra biến động cho cuộc sống của những nữ mạng Tân Dậu có tính cách tiêu cực, nóng vội. Còn nếu bản mệnh là người lý trí, bình tĩnh trước mọi việc thì không cần quá lo lắng. Phúc vận không phải nghiễm nhiên mà có, đó là thứ bản mệnh cần phấn đấu. Ở tuổi 44, bản mệnh đã tích lũy đủ trí tuệ và kinh nghiệm sống để quyết định hạnh phúc của mình. Chỉ cần đối diện vấn đề với thái độ tích cực, chăm chỉ, chính trực thì cuộc sống sẽ gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Vận hạn nữ mạng tuổi Tân Dậu 1981 trong năm Giáp Thìn 2024. Nữ mạng tuổi Tân Dậu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Thiên La, vận hạn này chủ về sức khỏe, tinh thần. Bởi vậy, bản mệnh nên đặt sức khỏe của bản thân ở vị trí ưu tiên, tránh xa những nỗi âu lo phiền muộn để duy trì cho bản thân năng lượng tự chữa lành. Để giảm trừ vận hạn, nữ mạng tuổi Dậu 1981 nên lập kế hoạch chăm sóc cơ thể, ăn uống lành mạnh hàng ngày. Ngoài ra có thể tìm kiếm sở thích cá nhân như âm nhạc, thể thao, đọc sách để đời sống tinh thần thêm phong phú. Vận niên năm Giáp Thìn 2024. Vận niên của nữ Tân Dậu trong năm 2024 là Mã Ngộ Đao, có nghĩa là ngựa bị thương. Năm có vận niên này thì cần chú ý đến tài chính và sức khỏe, việc đi lại đường xa nên thận trọng. Trong năm 2024, mệnh chủ hãy lưu tâm nhiều hơn tới vấn đề tài chính, đặc biệt là các lĩnh vực đầu tư phải có sự hiểu biết thì mới nên tham gia. Cách hóa giải sao hạn. Trong năm Giáp Thìn, để giảm tác động xấu của sao Thái Bạch và hạn Thiên La, nữ mạng tuổi Tân Dậu nên giữ tâm lý vững vàng, tích cực làm việc tốt, ngay thẳng trong mọi việc. Có lối sống lành mạnh thì tự khắc tâm sẽ an nhiên, không còn lo lắng, hoang mang nữa. Bên cạnh đó, quý mệnh chủ có thể thực hiện lễ cúng dâng sao hạn sao Thái Bạch để cầu mọi việc thuận buồm xuôi gió, giảm trừ tai họa. Nghi thức này được thực hiện một lần đầu năm, có thể tại nhà hoặc ở chùa. Mệnh chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, không cần cầu kỳ nhưng vẫn trang trọng và tôn nghiêm. Trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Lộc Tài về tử vi của tuổi Tân Dậu, phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Tân Dậu. Qua đó, quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.